nào muốn mua vàng ngọc hãy truy cập ngay bánvangngoc.vn. Tám giờ 23 phút ngày 22 tháng 12. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nhé. Thì ngày hôm qua AD đã chính thức ra sự kiện Noel rồi. Và ngày hôm nay thì tiếp tục với sự kiện này, mình sẽ làm một clip, đó chính là mình sẽ đổi 100 hộp quà Noel để xem là nó sẽ lời hay là lỗ nha anh em. Thì 100 hộp quà Noel tương ứng với tầm 500 ngọc anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định đó chính là chi ra 500 ngọc để chơi cái sự kiện này và mở 100 hộp quà cho anh em xem là nó sẽ ra được những gì nha anh em. Ok, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mua thôi nào. Thì một lần mua chúng ta sẽ được 10 cái tất vớ và chắc là mình sẽ mua tầm 10 lần cái x10. Rồi mình sẽ đi nhặt hộp quà, sau đó mình sẽ mở cho anh em xem là ok nha anh em. Rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là mua luôn 10 cái tất vớ nha anh em. Rồi sau đó mình sẽ tính xem lời lãi thế nào và cho anh em xem kết quả của mình nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mua được ok 10 cái rồi đầu tiên rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành được chính là đi dọn qua cái dương cái đã. Sau đó mình sẽ quay trở lại với anh em nhá. Ok anh em ơi, thì nói chung là từ nãy đến giờ mình đã dọn thành công cái dương rồi và hiện tại mình có 117 vàng và không còn một cái item nào nữa nhá. Rồi, giờ thì chắc chúng ta sẽ bắt đầu lên đường đó chính là mở 100 hộp quà để xem là lời hay lỗ nha anh em. Ok, có một quả, một hộp đây ạ, lụm liền. Đấy, ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi lụm những cái hộp tiếp theo. À đấy, có một hộp này. Giờ tí mình ra đây mình lụm cái. Ok, ui hai hộp luôn à. Ui ba hộp luôn. Ui thế là xong một lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở luôn cho anh em xem cái lượt đầu tiên ba hộp nha anh em. Xem chúng ta sẽ được gì đây? 18.000 vàng. Kẹo Giáng sinh. Thôi xong, nhìn cái kiểu da vàng thế này là biết chắc chắn là lỗ rồi. Ui 54.000 vàng. Ok, giờ thì chắc chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình. À đấy, có một hộp nữa. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình, đó chính là đi lụm hộp qua và mở nhé. Đây, mở luôn hộp này đi. Một ngọc rồi, 11k vàng, ok. Khá là lỗ anh em ạ.
attention to the things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Man, this is what you demonstrate, and that's exactly how Egoism operates. And you gotta have love just to set it straight, take control of your mind and meditate. But you still gravitate to the love, y'all, y'all. 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 You turn the other cheek. Father, 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 help us. And some guidance from above. Cause right now people have me questioning, where is the love? Love, love, love. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Ok anh em ơi, và đây là ba hộp quà cuối cùng rồi. Và nói chung là anh em cũng nhìn thấy kết quả rồi đấy. Lỗ toàn tập. Đúng là kiếp đỏ đen anh em có thể nhìn thấy. 82 kẹo Giáng sinh và một đống thứ vô dụng. Ok thì bây giờ mình sẽ tính cho anh em xem nhá. Ok anh em, thì đầu tiên là mình có 1078 ngọc. Sau khi dùng 25 vé tặng ngọc để tặng ngọc cho MTKV thì mình sẽ trừ đi 250 và sau đó mình sẽ trừ đi 500 ngọc tiền mua ra 100 cái vớ để đi nhặt 100 hộp quà nha anh em, thì chúng ta sẽ còn 328 ngọc. Nhưng mà của nick mình thì hiện tại đang có là 398 ngọc, có nghĩa là mình đã nhận được 70 ngọc từ những hộp quà. Từ 100 hộp quà thì mình sẽ nhận được 70 ngọc, chắc chắn là lỗ rồi anh em ơi. Ngoài ra mình nhận thêm được tầm 9 triệu vàng nữa và một số item các thứ thì mình cũng cho nó lên được tầm 15 triệu là hết cỡ, cộng với 70 ngọc nữa. 500 ngọc thì sẽ tương đương với tầm 360 triệu ở bên server 1. Nói chung là giá là 1.4. Còn 70 ngọc mình nhận được thì sẽ là 50 triệu. Vậy thì ta sẽ dùng 360 trừ đi cho 50 triệu thì chúng ta còn 310 triệu, trừ đi 10 triệu vàng nhận được và một số item các thứ nữa thì cứ cho là 300 triệu. Vậy là mình đã lỗ 300 triệu khi mở 100 hộp quà sự kiện Noel. Đó, nói chung là không hề đơn giản đâu anh em ơi. Đó, thì tốt nhất là khuyên anh em đừng nên chơi anh em ạ. Nếu mà anh em nào thật sự cần phiếu giảm giá ấy, thì mới nên chơi thôi, còn không nếu mà không cần ấy, thì đừng chơi anh em ơi. Đèn thực sự luôn. Ok, rồi thì chắc là clip của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt anh em và hẹn anh em clip lần sau.